Chào mừng các bạn đã trở lại kênh Sóc Cò TV. Hôm nay là ngày 14 tháng 12 năm 2020. Mình tiếp tục mình chia sẻ cho các bạn một ít về dòng đai châu rừng bốc trụ các bạn nhé. Trước mặt các bạn đó chính là những cây đai châu rừng bốc trụ có rất là nhiều kích cỡ khác nhau, nhưng mà chủ yếu từ 2 cây, 3 cây, 4 cây và 5 cây, 5 cây trên 1 kg nhé các bạn nhé. Các bạn có thể là muốn cây bự thì là 2 cây hoặc là 3 cây, còn cây chung là 4 cây và 5 cây nhé. Rồi. Đây là cái mình sắp xếp theo thứ tự này này. Đây là dãy này, là dãy là cây bự nhất này. Khoảng độ là 5 đến 6 cây 1 kg này. Bên này là 4 cây này. Bên này là 4 cây này. Còn đâu bên này là 3 cây 1 kg. Bây giờ mình sẽ test thử nhé, cây bự nhất bên mình nhé. Để các bạn thấy cây này. Hàng không bị lỗi lá nhé, cây rất là đẹp nhé. Và các bạn ghép thì test sẽ cho ra bông các em, con nhú bông nhú nụ này. Đó. Đó. Cây bự thì là rất là nhiều nụ. Ít cũng phải được 3 4 nụ ha. Bây giờ mình sẽ cân thử một cây thì xem nào. Em này rơi vào khoảng độ là 5 lạng, tức là nửa ký. Mình sẽ lấy thử một cây khác, mình cân lên xem được một ký không nào. Ê, cho thêm cái này nữa này. Hai em là được ký ký mốt. Đó, em này được 6 nạng này. Cây rất đẹp. Đây các bạn thấy ngồng này. Các bạn thấy ngồng này, bự không? Hương sẽ rất là thơm. Chúng ta ghép bây giờ là Tết sẽ cho nó bông nhé. Em này có mấy nụ này, 1 nụ này, 2 nụ này, 3 nụ này, 4 nụ này. Em nói 4 nụ nhé. Ở dưới ké đó này, 5 nụ này. Quá nhiều cho một cuộc tình. Các bạn nhìn thấy cái vân của lá cây rừng này, nhìn nó bản nó rộng không? Bạn thấy này. Em này em bản nó rộng dày không? Em này phải được 4 ngón tay mình luôn này. Đây là cây 6 lạng nhé. Cây này cây 5 lạng này. Ăn đủ nắng nên lá nó đẹp không? Con cây nào mà thiếu ánh sáng là thường thường lá nó sẽ màu xanh nhá. Nó em này ăn đủ nắng thế này. Lá sẽ hơi vàng vàng là như thế này là khỏe mạnh nhé các bạn nhé. Đây mình cho cái cây này rất là đẹp này. Đấy. 1 nụ, 2 nụ này, 3 nụ này. 4 nụ này. 5 nụ này. 6 nụ này. Em này 6 nụ luôn này. Mình cân thử em này xem được bao nhiêu nè. Đây. Em này được hơn 7 lạng, gần 8 lạng. Em này được 7 lạng. Đó, các bạn nhìn kỹ nhá, 7 lạng. Đó, cây này cây bự nhất rồi. Hàng không bị lỗi lá các bạn nhé. Cây rất đẹp. Hàng rừng này rất là thơm, cực kỳ là thơm. Còn nếu các bạn mà muốn hàng Thái thì bên mình cũng bán hàng Thái nhé. Cây rất là đẹp này. Cái lô lớn này là size lớn, các bạn muốn khoảng độ 2 cây hơn 1 ký cũng có nhé. Khoảng độ ký 2 nào đủ lại. Cây này có 1 ngồng này, 2 ngồng này, 3 ngồng, 4 ngồng. Em này được 4 ngồng. Đấy các bạn thử khảo sát giúp mình nha. Cây rất là đẹp. Đó. Bản lá bự không? Đó, ngồng rất là nhiều, chi chít luôn. Cây bự, cái lô này, hàng bự này là ít nhất phải được là 3-4 nụ trở lên nhé. Cây nào? Các bạn mà muốn chọn nụ thì mình sẽ chọn nụ cho các bạn. Mà các bạn muốn chọn theo kg thì mình sẽ chọn theo kg với các bạn. Và một ký là bên mình bán với giá là 540.000 một kg mà chưa tính ship vận chuyển nhé. 540.000 một kg chưa tính ship vận chuyển. Thì khoảng độ từ 2 cho đến 5 cây. Các bạn muốn bao nhiêu cây mình cũng lựa cho các bạn. Đồng giá nhé, không có thay đổi. Còn đâu là lô này là 4 cây 1 kg này. 4 cây 1 kg. 3 cặp lá, 1 ngồng, 2 ngồng, 3 ngồng. Cây này là hàng chung. Còn thế đấy. 2 cây này. 2 cây được 8 lạng này. 3 cây này. 3 cây được ký mốt này, đó. Biệt test xem kiểm tra nhé, từng cây một nhé.
Em này em nào nụ không? Một nụ này, hai nụ này. Em này có hai nụ và có bốn cặp lá. Các bạn mà thích chọn theo ngòng hoặc là chọn theo cặp lá, hoặc là các bạn mà chọn theo ký thì mình sẽ cố lựa cho các bạn nhé. Em này thì cũng có bốn cặp lá và có hai ngòng. Một ngòng này, hai ngòng này, ba ngòng này. Nếu các bạn cảm thấy mà cây mà yếu thì các bạn có thể tỉa bớt ngòng đi để cho cây nó nuôi thân cho khỏe mạnh nhé. Đây là hàng size 4 cây một nạng. Một ngòng, hai ngòng, ba ngòng. Size này, size nào cũng có ngòng nhá, chỉ có điều là ít hay nhiều thôi. Đây các bạn này, thỉnh thoảng có cây rất là đẹp. Ui cái vân lá này. Đẹp chưa? Vân lá chạy sọc. Thường thường chỉ có đai chôm mới có cái đặc điểm này mà thôi. Lá rất đẹp, bản lá bự ha. Bốn ngón tay luôn này. Ok, bốn cặp lá. Đó, đây là 4 cây 1 kg, còn bên đây là 3 cây 1 kg nhé. Hàng 3 cây 1 kg này này các bạn này. Đây là 3 cây 1 kg này. Cũng có 2-3 ngòng luôn này, cũng có 4 cặp lá này. Và sẽ nhỏ hơn cái size trước mình đang cân. 1 ngòng này, 2 ngòng này. Đó. Lá không lỗi nhé. Còn đâu đây là cái lô này là bên đây này. Bên này là cái size này là size 4 cây 1 kg. Coi em sẽ là ngòng dài này, 4 cây 1 kg. Em nào cũng ngòng, lá không bị lỗi. Hàng rừng này, bạn thấy đó. Đây là 4 cây 1 kg nhé. Đây ngòng các bạn. Nếu các bạn mà mua 2 kg trở lên thì mình miễn tiền ship cho các bạn. Còn nếu mà các bạn mua dưới 2 kg thì phí ship là 40.000. Và 1 kg mình bán là 540.000 nhé. 540.000 nếu mà các bạn mà lấy size nhỏ này được 4 cây. 4 cây thì trung bình là độ 100 mấy chứ. 140 một cây. 140 một cây mà có ngòng, khỏe mạnh, không bị lỗi lá. 140 một cây. Nếu mà tính ra các bạn lấy 4 cây này, nếu các bạn mà lấy 5 cây thì trung bình là độ 101. Đây, các bạn mà lấy lại size 5 cây này. 5 cây à? 5 cây cũng có ngầu nhé. Đó. Đây size 5 cây này. Đó. Size 5 cây thì khá nhỏ chút xíu, phù hợp với những người nào mà muốn nhiều cây. Còn bình thường mình thấy size độ từ 2 cho đến 3 cây là nhiều người lấy nhất này. Đây, ngầu này. Size nhỏ nhất cũng có nhiều ngầu các bạn nhé. Đó. Rất là xiêm. À, từ nãy giờ phát hiện ra là có mỗi một em này chưa có ngòng này. Có một em chưa có ngòng. Đó. Đây, ngòng này. Chi chít. Để size 5 nhé, 5 cây 1 kg nhé. 5 cây thì là khoảng 140 một cây. Cũng không phải là cao. Nhưng mà mình vẫn khoái nhất là sướng nhất là nhìn mấy cây bự này. À, bạn thấy sướng. À, mấy cây bự này chắc là đi nhanh hết mà thôi. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều, các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ kênh Sóc Con TV của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.